Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Y học và Khoa học, nơi các bạn sẽ có những chia sẻ thú vị và hữu ích về y học Việt Nam và thế giới. Nhằm phát huy hiệu quả của các cây thuốc nam trong điều trị bệnh, tháng 11 năm 2014 Bộ Y tế đã ban hành danh mục 70 cây thuốc nam thiết yếu. Đây là những cây thuốc nam chọn lọc và có tác dụng điều trị tốt. Để giúp mọi người dễ theo dõi, mình đã chia 70 cây thuốc nam này theo các nhóm. Hôm nay xin trình bày với các bạn về 10 cây thuốc nam điều trị bệnh phụ nữ. Lưu ý sự phân nhóm chỉ là tương đối. Và ngoài tác dụng điều trị bệnh ở phụ nữ các cây thuốc này còn có nhiều tác dụng điều trị khác nữa. Trong video cũng có một số thuật ngữ chuyên ngành của y học cổ truyền. Nếu không hiểu các bạn có thể để lại câu hỏi trong phần comment nhé. Đầu tiên là cây bạch đồng nữ. Tên khác, mò trắng, mỏ mâm xôi, bấn trắng. Bộ phận dùng, rễ, lá, hoa. Tác dụng, thanh nhiệt, giải độc, khu phong, trừ thấp, tiêu viêm. Rễ cây, chữa gân xương đau nhức, mỏi lưng, mỏi gối. Kinh nguyệt không đều, viêm túi mật, vàng da, vàng mắt, dùng ngoài ngâm rửa trĩ, lòi giom. Lá cây chữa tăng huyết áp, khí hư bạch đới. Lá dùng ngoài trị vết thương, tắm gẻ, chốc đầu. Hoa dùng trị ngứa. Liều lượng cách dùng, dễ ngày dùng 12 đến 16 g sắc uống. Dùng 1 kg cành lá, rửa sạch, đun sôi với nước 30 phút, lọc lấy nước. Nhỏ giọt liên tục lên vết thương hoặc ngâm vết thương ngày 2 lần, mỗi lần 1 giờ. Thứ hai là cây bố chính sâm. Tên khác, nhân sâm phú yên, thổ hào sâm. Bộ phận dùng, dễ. Rửa sạch, ngâm nước gạo một đêm, đồ chín, phơi khô hoặc giấy khô. Tác dụng bổ khí, ích huyết sinh tân dịch, giảm ho, chữa đàm. Chữa cơ thể suy nhược, kém ăn, kém ngủ, thần kinh suy nhược, hoa mắt, chóng mặt, đau dạ dày, tiêu chảy, ho viêm họng, viêm phế quản, người háo khát, táo bón. Liều lượng, cách dùng, ngày dùng 10 đến 12 gram, sắc uống. kiêng kỵ, nếu thể tạng hàn phải trích với gừng, không dùng chung với lê lô. Thứ ba là cây địa hoàng, tên khác sinh địa hoàng. Bộ phận dùng: dễ củ phơi hay sấy khô. Tác dụng: bổ âm, thanh nhiệt lương huyết, sinh tân dịch. Chữa âm hư, sốt về chiều, khát nước thiếu máu. Suy nhược cơ thể, tân dịch khô, phiền táo mất ngủ. Liều lượng: cách dùng: ngày dùng 8 đến 16 gram, sắc uống. Thứ bốn là cây gai. Tề khác: gai làm bánh, gai tuyết, chư ma. Bộ phận dùng: dễ, lá. Tác dụng: dễ có tác dụng chỉ huyết, an thai, thanh nhiệt, giải độc. Chữa động thai, chảy máu dọa sạch, đái độc, đái ra máu. Lá có tác dụng lương huyết, chỉ huyết, dùng trị chảy máu, làm lành vết thương. Liều lượng, cách dùng, dễ, ngày dùng 6 đến 20 g tươi, hay 8 đến 12 g khô. Đun sôi với 400 ml nước đến khi còn lại 100 ml, uống một lần trong ngày. Lá, dùng ngoài lượng vừa đủ, giã đắp vào vết thương. Thứ năm là cây huyết dụ. Bộ phận dùng, lá tươi hoặc khô. Tác dụng, thanh nhiệt cầm máu, tan huyết, giảm đau. Chữa dòng huyết, băng huyết, đái ra máu, sốt xuất huyết. Lá chữa vết thương. Liều lượng, cách dùng, ngày dùng, 8 đến 16 gam, sắc uống. Thứ sáu là cây ích mẫu. Tên khác, cây chói đèn, sung úy. Bộ phận dùng, bộ phận trên mặt đất. Tác dụng, hoạt huyết, điều kinh, khứ, ư, tiêu thúng. Chữa rối loạn kinh nguyệt, kinh bế, đau bụng kinh, khí hư bạch đới. Dòng kinh, dòng huyết, phụ nữ sau đẻ huyết hôi không ra hết. Liều lượng, cách dùng, ngày dùng, thân lá 6 đến 12 gam, hạt 4 đến 9 gam, sắc uống. Thứ bảy là cây ngải cứu, tên khác thuốc cứu, ngải diệp bộ phận dùng, bộ phận trên mặt đất. Tác dụng chỉ huyết, trừ hàn thấp, điều kinh, an thai, chữa phong thấp, kinh nguyệt không đều, băng kinh, dòng huyết, khí hư, bạch đới. Liều lượng cách dùng, ngày dùng 6 đến 12 gram, sắc hoặc hãm uống. Ngoài ra, còn dùng làm ngải nhung để làm thuốc cứu. Thứ 8 là cây xích đồng nam. Tên khác, mò hoa đỏ, lạo cái. Bộ phận dùng, toàn thân phơi hoặc giấy khô, có thể dùng tươi. Tác dụng, hành khí, hoạt huyết, tiêu viêm, chỉ thống chữa khí hư, viêm cổ tử cung, kinh nguyệt không đều. Vàng da, mụn lở, khớp xương đau nhức đau lưng. Liều lượng cách dùng, ngày dùng 15 đến 20g, sắc hoặc nấu cao uống. Lá tươi giã đắp hoặc ép lấy nước rửa vết thương, bỏng mụn lở. Thứ 9 là cây trinh nữ hoàng cung. Tên khác tỏi lơi lá rộng. Bộ phận dùng lá, tác dụng tiêu ung, bài nùng, hỗ trợ chữa ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Liều lượng cách dùng ngày dùng 3 đến 5g, sao vàng, sắc uống thứ 10 là cây chắc bách diệp. Tên khác, chắc bá, bá tử, co tổng bách tiếng Thái. Bộ phận dùng, lá, nhân hạt, bá tử nhân. Tác dụng, lá sao cháy có tác dụng lương huyết cầm máu, trừ thấp nhiệt. Chữa ho ra máu, đại tiểu tiện ra máu, chảy máu cam, rong kinh, rong huyết. Hạt chắc bách diệp còn gọi là bá tử nhân, có tác dụng bổ tâm, định thần, chỉ hãn, nhuận táo, thông tiện. Chữa hồi hộp, mất ngủ, hay quên, người yếu âm hư, Lưu lượng, cách dùng, ngày dùng 6 đến 12 gram, với lá, bá tử nhân ngày dùng 4 đến 12 gram. trắc bách diệp sao trái ngày dùng 10 đến 20 gram, sắc uống. Trên đây mình đã giới thiệu khái quát về 10 cây thuốc có tác dụng điều trị bệnh phụ nữ trong danh mục 70 cây thuốc nam của Bộ Y tế đã ban hành. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.